Xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn, rất vui được gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 18 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2023. Em Việt, cháu Việt đang ở ngã tư Phố Huế và Đại Cồ Việt, quý vị và các bạn cũng như Bạch Mai. Hình ảnh wow, tối tăm, âm u mây mù bao phủ quý vị và các bạn. Thủ đô Hà Nội chuẩn bị đón những cơn mưa rất to rồi, quý vị và các bạn thấy. Chiều nay em Việt, cháu Việt sẽ mời quý cô chú chị cùng em Việt, cháu Việt một vòng vào tới phố đi bộ Hồ Gươm. Đêm hôm qua thủ đô Hà Nội cũng có một trận mưa lớn quý vị và các bạn. Đêm hôm qua thủ đô Hà Nội cũng mưa mất 2 tiếng từ lúc 6 giờ 30 cho tới 8 giờ 30 tối hôm qua mới hết mưa quý vị và các bạn. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán ở trên phố Huế như quý vị và các bạn thấy nát đác, cũng có cửa hàng mở cửa. Ở bên ngoài thì cảm giác tối hơn rất nhiều quý vị và các bạn. Qua mặc dù thủ đô Hà Nội mưa nhưng mà quý vị và các bạn thấy thời tiết rất oi. Từ sáng tới giờ nhiệt độ rất cao quý vị và các bạn. Buổi trưa có những lúc lên tới 37, 38 độ C. Bây giờ nhiệt độ 32 độ C quý vị và các bạn. Một buổi chiều rất oi nóng. Các cửa hàng đợt này vẫn đang mở cửa. Đây, người dân cũng tò mò ghi lại những hình ảnh âm u mây mù. Quý vị và các bạn thấy một bầu trời xám xịt. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn xem được những hình ảnh âm u mây mù trên đường vào phố cổ của em Việt thì hãy tặng em Việt, cháu Việt một like. Và quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Trên tuyến phố Huế như em Việt, cháu Việt thấy còn rất nhiều các cửa hàng chưa có người kinh doanh. Các cửa hàng kinh doanh bán nước hầu như cũng không có khách. Hình là ngã tư Nguyễn Công Trứ và phố Huế. Và trước màn hình là ngã tư phố Hòa Mã và phố Huế.
điện thoại ra để ghi lại những hình ảnh. Một bầu trời màu đen, một màu xám xịt quý vị và các bạn. Camera của em Việt ghi hình gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tươi sáng hơn. Trần Xuân Soạn. Và trước màn hình là ngã tư phố Huế và Lê Văn Hưu. Hình ảnh kinh doanh của quán ve chai. Rất nhộn nhịp. Các cửa hàng sang trọng xa xỉ quý vị và các bạn thấy. Còn như đây có một phòng khách của em này. Em này có làn da trắng quý vị và các bạn. Mặc dù bầu trời âm u xám xịt nhưng mà da của em trắng phau. Hình ảnh đối lập trên đường phố Hà Nội. Vâng, em Việt, cháu Việt đang ở ngã tư phố Hàm Long và phố Hàng Ba. Hình ảnh trên tuyến phố Hàm Long. Các cô kinh doanh buôn bán vé số vẫn chưa nghỉ. Bắt đầu dọn hàng rồi. Vâng, và bắt đầu có những hạt mưa rồi quý vị và các bạn. Em Việt, cháu Việt sẽ cố gắng đi tới ngã tư phố Hàng Bài và phố Hai Bà Trưng. Em Việt, cháu Việt sẽ dừng ở điểm. Mưa rồi. Một số người đã trú mưa rồi. Áo mưa bán nó bắt đầu đắt khách quý vị và các bạn. Em Việt, cháu Việt đang ở làm chiếu phim cách mạng tháng 8. Vâng, mưa bắt đầu to hơn rồi. Quý cô chú anh chị và các bạn, một bầu trời xám xịt. Dân đang tranh thủ mặc áo mưa rồi. Những hình ảnh trường trung học cơ sở Trưng Vương ở bên ngoài tối nóng quý vị và các bạn. Camera của em Việt, cháu Việt ghi hình sáng hẳn. Đây quý vị và các bạn thấy mặt đường đã có những hạt nước mưa rồi. Vâng, em Việt, cháu Việt cảm ơn quý cô chú anh chị cùng em Việt, cháu Việt đi một vòng từ phố Huế vào tới phố đi bộ Hồ Gươm. Hình ảnh các em đang dạo bước dưới trời mưa.
chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt Cháu Việt. Người dân bắt đầu nhốn nháo. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt Cháu Việt. Buổi tối chủ nhật buồn trên đường phố đi bộ Hồ Gươm của mình và các bạn.